Rafi, do you know where's mommy TV remote? Con có biết cái điều khiển của mẹ đâu không? Sao lại đóng cửa lại? Open. Mẹ đi đây, ba cũng đi bây giờ đây. Em có ra để đi không nào? Are you coming? Ok, bye Rafi. Nhanh, ra để đi con. Come on, let's go. Let's go. Thế thôi, sói ở trong phòng nhá, mẹ đi đây. Nào, có đi không? Hay con ở nhà nhá, mẹ đi đây. Đấy, bây giờ cũng phải đóng cái cửa phòng lại để không cho ai vào phòng nữa. That's a private room. Dad. Okay, close the door. Close that door, please. Close. Close. Đóng cửa đấy lại cho mẹ. Nhanh. Ôi dồi ôi, mồ hôi mồ kia nhễ nhại. Nào. Close. Watch out your fingers. Finger. Close. Good boy, that's it. Let's go. Let's go. Không, đóng lại. Cẩn thận ngón tay con. Fingers. Mẹ đi đây. Bye, Rafi. Bye bye. Bye. Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Tình hình là cái dị ứng của mình nó lên rất là tồi tệ. Đêm hôm qua mình thức từ 2 giờ sáng đến 4 rưỡi sáng, bởi vì nó mẩn lên mảng rất là to và nó sưng hết cả hai bên chân lên, rồi là người nó rất là khó chịu. Thế là mình phải dậy này, tắm bồn tắm nước nóng một lần, sát chanh, bảo ba sói cắt chanh, sát chanh vào để cho nó kiểu nó cái axit nó vào, nó làm cho mình hết ngứa ấy. Sau đấy lại vào trong nhà tắm để xả nước lạnh một lần nữa thì nó mới dịu xuống và nó không ngứa, và nằm xuống chợp mắt được đến 7 giờ sáng. Thì bây giờ ba sói vừa gọi điện cho bệnh viện với lại bác sĩ của mình ở cái chỗ mà mình sẽ sinh em bé. Thì hai vợ chồng mình bây giờ sẽ đi xuống đấy gặp bác sĩ này. Còn nhà bạn mình, nhà em bé bí thì đang trên đường đến nhà mình. Chiều nay sẽ ở đây chơi ở nhà mình thì mình sẽ gửi chìa khóa để ví dụ như là nhà bé bí đến đây mà mình chưa về thì còn có người để mở cửa cho nhà bé bí vào ấy. Bây giờ mình đi bệnh viện đã nhá. Mọi người có muốn nhìn cái vết mẩn không? Đây này. Nó mẩn kinh khủng luôn ý. Đấy. Nó phồng cả một cái mảng lên luôn ý. Đấy, này. Ở nhà mình thì gọi là mề đay đấy. Hôm qua chân trông như cái bản đồ thế giới luôn ấy. Đấy, này, mọi người nhìn này. Thôi, bây giờ mình đi xuống bệnh viện đã nhá. Mình đang ở trong phòng để sinh em bé đây, nhưng mà không phải là để sinh em bé mà là để đợi bác sĩ đến đây để kiểm tra cái dị ứng ấy. Bây giờ nó đang mẩn lên và nó vẫn cứ tiếp tục cứ dâm gian như thế này đây. Mọi người nhìn này, nó mẩn lên, nhìn đầu gối trông nhăn nheo sần sùi chưa. Buffy, quá phèo. Oh no, cái phòng này hôm mình vào đi thăm các phòng để sinh em bé mọi người cũng xem rồi ý. Ở cái vlog tham quan bệnh viện lần thứ hai là bồn tắm, bồn tắm để sinh em bé trong bồn. Dad, ba sói cứ đi lại lại. Bồn này để ai muốn sinh em bé dưới nước thì nằm vào trong này này. Nó có bóng này. Đấy. Ba sói thì hôm đi tham quan đầu tiên chưa được vào phòng này. You like this room, baby? Quá vẻ là trời hâm. Ôi sao mờ này nhỉ? Mờ quá con ạ. Một buổi sáng mà ăn hai túi custard rồi con. Cái gì mà cái gì? Tông 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 tông.
You like it? Mmm. You're going down. It's growl. Dun dun. Dun dun. Dun dun. Dun dun. That's right. Two. What else? Three. Two, three. Fly. Three. Ruffy is called three. It's not play, it's three. Số 3 thì cứ play. Play, play. Mẹ sói được xuất viện chưa đây? Vì là liên quan đến bà bầu nên là mình phải vào bệnh viện kiểm tra và bà đỡ đặt máy kiểm tra để đảm bảo là không ảnh hưởng gì đến em bé. Và bây giờ thì cả nhà sói trên đường về nhà đây, bác sĩ vừa đưa thuốc cho mình uống, thuốc dành cho bà bầu khi mà bị dị ứng. Và không họ không nói rõ được rằng là lý do vì sao ấy, có thể là vì do cơ địa với lại cái hormone của mình khi mà mình mang bầu ấy. Đấy. Thuốc này thì chỉ uống một viên trong ngày thôi và không gây buồn ngủ, không gây nhức, không gây kiểu chóng mặt ấy. Nên là một lát nữa thì ba sói cũng sẽ đi đi tìm để mua cái thuốc này cho mình nữa. Thì ở bệnh viện thì họ chỉ đưa cho một viên để mình uống tạm thời đây thôi. Ok, Dad, let me do it. Nào, để giúp ba sói cho em sói vào ghế đã nào. Đây, năm mới, năm mới. Lì xì em bí. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Chúc mừng em bí, năm con gà, năm đầu tiên, Tết đầu tiên tụi em nhỉ. Lì xì cho em, bây giờ em thanh niên cứng rồi, em bò nhỉ. Em bò khắp nơi. Em nhớn của em bò khắp nơi rồi, em ai ăn trong nhớn á. Dạ vâng ạ. Em cười chưa nào? Em cười, em đấy, cười cũng cũng cười một cái đi chứ ạ. Em cười xem nào. Yeah. Cười. Thế em có tiền lì xì bà ngoại chưa? Ừ. Bà ngoại sắp trang rồi đây, em có tiền lì xì bà ngoại chưa? Có khoản lì xì cho em rồi. Có tài khoản rồi, mở cho nó lên tài khoản gì? Ai có gì lì xì cho con? Sướng chết à? Ôi sướng chết à? Thẳng con vào tài khoản. Thẳng tài khoản. Ôi chết chú thế nhỉ? Con được rút ra cho khiến khi con 18 tuổi. Ờ đúng. Chỉnh cả bố. Trừ khi mẹ. Đây. Đây may quá. Có bác Huy Thu sang này, có bánh chưng này, bánh chưng rán này. Có giò này. Rau này gọi là cải gì nhỉ? Cải lang. Cải lang đúng không? Yeah. Cải lang luộc này. Chấm với lại mắm tiêu. Hu hu. Này em bò đi, em bò đi. Đi ơi. Đi ra đây. Đi ơi. Cười cười sướng nhất. Cầm nhá. Chích nhỉ? Nhỉ. Năm sau mà về. Nào, come on. Liềm. Thích về, thích xòa, con không biết đấy là cái gì à? Chen chen đấy. Nhà mình cũng polymer như thế đấy. Chen chen đấy. Come on đến. Lại đây, nào. Nào, em đi lại đây nào. Oh. Oh. Lấy là rẻ đấy. Đúng rồi, đấy, đấy. Đấy, đi ra bố Huy nhanh lên. Nhanh, nhanh, nhanh kìa. Nhanh, hurry up. Nhanh, nhanh, nhanh. Bố Huy có lì xì kìa. Nhanh, nhanh. Cười. Nhanh, nhanh. Em bò ra đây lấy đi. Nào, bí bò đi nào. 1, 2, 3, go, 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 go. Làm gì đấy? Hạ kìa. Cắt, nhanh, nhanh, nhanh. Kìa. Mẹ chưa có lì xì. Không thèm à? Không thèm à? Không thèm à, bởi vì cô mặc váy đỏ. Tại vì cô mặc váy đỏ. Tại vì cô mặc váy đỏ, em thích à? Em thích màu đỏ à? Thằng chó nó lại thích màu xanh con ạ. Thằng chó nó thích blue. Ở trong, up à? Ai đấy? Ai đấy? Ai đấy? Đây, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ô tô. Đi, 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 đi. Cô bò với bí, nhanh, nào ra. Peekaboo. Chưa đến lúc thôi con nhỉ. Chưa đến lúc thôi nhá. Đấy đấy, bò này, bò này.
đợi đấy. Ờ nào đi nào quay ra đây nào. Đây rồi mọi người. Quay ra đây nào. Let's go. Look. Liam, look. Bí nhìn kìa. Ồ thích máy quay. Em thích máy quay. Cheese. Kìa. Bố Huy gạ kìa nhanh. Cần trước. Bố nhanh. Yeah. Yeah. Well done. Wow. Thích nhờ. Yeah. Raffi say cha. Raffi, look. Look, that's the new year. That's your ta. Ta. You wanna open it? Dạ. Dạ. Sướng. Sướng. Thích không con? Thích nhờ. Con thả chưa? Ồ. Sharing, Raffi, sharing. Where's your other car? You gonna bring the other car for baby B? Yeah? Yeah, bring another car. Go get another train. Hurry up. Go get another train and give it to Liam. Is that in there? Hôm qua mẹ cháu vừa phải cắt tóc trở lại hôm kia chứ. Tại vì nó dài xong rồi là mồ hôi nó cứ chảy ra ấy. Baby, say baby. Raffi, say baby. Hi baby. Hi baby. Bí cũng đang nhìn là kiểu chứ. Ôi sao thằng này nó to thế nhở? Tinh vi. Sit down, Raffi. Sit down. Play with baby. Gentle. Ta. Okay, ta. Go show Bí what you have. He has so many train and car. Where's your train and car? Where Thomas? Bí nhìn thấy anh chạy à? Kìa, anh làm gì kìa? Wow, there you go. Đúng rồi, mang xe ra đây cho em chơi với. Nhanh. Khẩn trương. Nhanh. Đấy, sáng mang xe ra đấy. Sáng mang xe ra đây. Nào. Mang xe ra đây cho em chơi với. Mang ra đây chứ để vào gầm xe, gầm ghế làm sao mà em lấy được con? Nào. Đúng rồi. Nào đưa cho em, ta for baby. Ta for baby. Come on. Ta for baby. Bí bảo cái thằng này nó giữ của nó lâu quá. Bảo nó chia sẻ mà nó cứ Oh, be careful. That's baby. Sit down, Raffi. Raffi, sit down. Wow. Năm đầu tiên sói được tiền mừng tuổi. Wow. Bác Huy Thu mừng tuổi cháu nhiều quá. Quá nhiều. Hai bác vừa về rồi đây. Hôm nay mẹ cháu được ăn bao nhiêu là bánh chưng ấy. Con nhỉ? Con mở ra xem nào. Open. Pull it out. Lại cho vào à? Lại nhét vào à, con? Nhét ra lại nhét vào à? Bác mừng tuổi cháu nhiều ta. Cháu để dành tiền này để sau này về Việt Nam cháu tiêu. Năm sau mà cả hai nhà về Tết về Việt Nam con nhỉ? Wow, lucky boy, daddy look. Wow. Con xé rách cái bao đấy rồi. Thôi. Oh no. Uh-oh. Can mommy have that? Raffi. Can mommy have your pocket money? Please? Can mommy have your pocket money? Ta. Thank you. Mommy put it away.
Nào, cứ cho tháo ra lại tra vào, tháo ra lại tra vào thôi cái anh thanh niên này. Wow, what number is that, Rafi? 5. 5, đúng rồi. 50. 6 chưa biết số 50, chỉ nhìn thấy số 5 là 5. Wow. Mẹ được ăn bao nhiêu là bánh trưng. Thế là năm nay mẹ cũng có một tí Tết Tết nha. Phải cảm ơn nhà bác Phi Chu nhiều lắm. Wow, do you like it, Rafi? Mẹ hôm nay ăn bánh trưng no nên là hai ba con tự nấu mì. What's that one? Carbonara? Tự nấu mì pasta carbonara cho nhau ăn ạ. Con như là ăn tối luôn. Bây giờ là 5 rưỡi chiều rồi, con nhỉ? Mấy hôm nay nhà xoài ăn tối rất là chớm chùa. Rất là chớm chùa. Yummy? Dad, dad. Yummy? Oh wow. Say thank you, daddy. Oh, thank you, daddy. This is yummy. Yummy, yummy. Em bí hôm nay sang chơi tự nhiên nhìn con cứ kiểu to to thế nào ấy con ạ. So với em, con cứ to đùng thế nào ấy. Hey. Tinh vi chạy xung quanh em chứ. Thế này. Yum. Yummy, yummy. Mó. 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 Con tự ăn đi, mò mò cái gì nữa, Dad? Hả? Your bowl. No, you have your one, Rafi. You have your one. Daddy have daddy one. Oh, you wanna go in the pool? Rafi? Do you wanna go in the pool? Swimming? No? Do you wanna go in the pool? Swimming? Swimming with daddy? Okay. Okay then. Swimming pool. Okay. Bây giờ thì mình sẽ ra ngoài phòng khách nằm thảnh thơi ăn hoa quả, xem tivi. Cục ra lúc nào ngủ thì ngủ, vì như mọi người biết là tối hôm qua mình thức suốt cả buổi tối đến 4 rưỡi sáng. Và nằm chợp mắt được một tí, sau đấy thì là dậy cái là đi đến bệnh viện luôn. May mà hôm nay đi đến bệnh viện kiểm tra có thuốc uống. Và uống cái thuốc đấy và về xong về nhà 1-2 tiếng sau là mình thấy bây giờ nó lặn hoàn toàn các cái vết mẩn ngứa của mình rồi. Nó không còn cái vết kiểu chấm chấm hay là sưng sưng lên nữa. Và nó không có cái cảm giác ngứa ở dưới da nữa ấy. Chứ còn hôm nay mà không đi kiểm tra, không gặp bác sĩ, không có thuốc thì chắc chắn là từ lúc về đến nhà, chắc chắn là ở nhà ấy, là cả ngày mình sẽ không làm được cái gì cả. Người nó sẽ rất là ngứa ngáy và đêm nay cũng sẽ là một đêm không ngủ nữa. May quá, hôm nay thì mình ăn rất là nhiều bánh chưng, nên là bây giờ là ngang dạ chỉ muốn ăn hoa quả thôi. Và có lẽ là mình cũng sẽ không ăn tối nữa, 5 rưỡi chiều rồi mà. Em Sói với ba thì ăn mì xong rồi. Bây giờ Sói cũng sẽ ra ngoài phòng khách để ngồi ăn mì với mẹ. Cho mọi người nhìn này, chân mình coi như là hết hẳn luôn rồi ý. Nhìn khác hẳn với cái chân sáng nay mọi người nhìn luôn. Không còn một cái vết tích gì nữa cả. Không biết mọi người nhìn không? Đứng ở đây sáng sáng mọi người nhìn rõ này. Đấy. Không còn một cái vết sưng, không còn một cái vết ngứa nào cả. Sáng nay thì nhìn chân không khác gì cái bản đồ thế giới mà. À, này này này. Con đã ăn xong mì của con đâu mà con đã đòi ăn sang dưa của mẹ rồi. Con phải ăn xong mì của con, sau đấy thì mới ăn hoa quả nhá. Mẹ con mình ăn kiểu Việt Nam, ăn uống trước hoa quả sau. Yummy yummy. Yummy yummy. Cũng biết đẩy cái ghế đấy ra đây đấy nhở. Trèo lên bàn đấy nhở. Chà a a a a. Sit down. No. Ha ha. Do not climb on the table. That's naughty. Sit down, sit nice. Car, there's your car. Định trèo lên bàn á? Trèo lên bàn là không được đâu nhá. Anh thanh niên này thật là vớ vẩn đấy.
Ăn nhanh 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 nào. Sắp hết bát rồi. Để cho mẹ còn ra ngoài phòng khách mẹ ngồi đây. Mẹ nghỉ ngơi đây. Từ tối hôm qua giờ mẹ đã được nghỉ ngơi, đã được chợp mắt tí nào đâu. Con thì ngủ say ớt là chay ấy. Chỉ có con trong nhà là được ngủ thoải mái thôi. Ba tối hôm qua cũng phải thức để xem mẹ cần gì để còn hỗ trợ. Am nam nam. Ôi trời ơi. Am nam nam. Nam 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 nam. Wow. What's that? What is that? What you want? This one? The one? À, chỗ bệnh viện thì các cô y tá với bà đỡ cũng đưa cho mình một vài cái chai baby lotion mà kiểu kiểu những cái chai để tặng ấy. Để về, để tắm, để bôi, để nếu như mà mẹ cháu vẫn còn mẩn ngứa thì bôi để dưỡng da đấy ạ. Don't open it, Rafi. No, no, we not open it. Good boy. Leave them there. How many? How many of them? Three. One. Two. And three. One. Tự nhiên hôm nay thấy em bí xong lại bây giờ lại giả vờ trẻ con nhé. Hả? Giả vờ baby thế à? Con nói được mà, con cần gì phải ứ như thế đâu. Nào. Hurry up. Yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Yeah. Mời mọi người ăn hoa quả với mẹ cháu nha. Nho đen này, dưa hấu này. Thế là tối nay mình sẽ có một giấc ngủ thật ngon, ngủ thật đã rồi. Em sói đang ở ngoài phòng khách với ba sói đang xem phim hoạt hình hay làm cái gì để chơi với nhau. Bây giờ là 7 giờ, mình sẽ đi ngủ bây giờ đây. Lúc nãy nằm ở ngoài ghế sofa ăn hoa quả đấy. Xong rồi là mình cũng gọi là thiu thiu nằm được một tí. Thì em sói cứ chạy đến, xong cứ ngó vào mặt ấy. Ngó vào mặt xong cứ vạch mắt mẹ lên. Xong cứ mom, mom, mom. Thế là mình phải dậy, lại lọ mọ dậy. Xong nghĩ thế nào đi tắm này. Đi tắm rồi là cho sói đi tắm cùng luôn. Pha sữa cho sói, để ở ngoài phòng bếp và bảo ba là lát nữa. Thì thôi mẹ, bây giờ mẹ đi vào giường đi ngủ đây. Hai ba con cho nhau đi ngủ nhá. Nên là bây giờ là ba sói đang chịu trách nhiệm với em sói. Từ tuần sau thì nhóm chơi của em sói lại trở lại rồi. Thế nhưng mà mình thì không cho em sói đi nhóm chơi ngày thứ hai nữa ấy. Và nhóm chơi ngày thứ hai bây giờ sẽ đổi là có hai cô khác phụ trách nhóm chơi, chứ không còn là hai cái cô trước đây nữa. Thì không biết là có cái thay đổi gì không. Nhưng mà để xem là ngày mai nếu mà mình cảm thấy mệt ấy, vì là hai đêm rồi mình không được ngủ yên ấy, mai mà mình cảm thấy không mệt thì mình sẽ thử đến nhóm chơi ngày thứ hai lại, xem là có cái gì hay ho, có cái gì mới không ấy. Còn nếu như mà mình thấy mệt thì thôi, mình sẽ không cho em sói đi nữa. Và đến thứ sáu thì em sói lại trở lại, quay trở lại đi cái nhóm chơi của cô Chanel như bình thường ấy. Thì là nhóm chơi tất cả các bạn mình cũng đưa các con chỉ đi cái nhóm chơi ngày thứ sáu đấy thôi. Nên là sói sẽ gặp Hailey, sói sẽ gặp Hunter, Savannah với lại Ariana, còn với ai đấy nhỉ, với lại Alana, còn bé Laura với lại Mila thì bắt đầu đi học trường mẫu giáo rồi, đi học cái lớp 4 tuổi rồi, nên là hai bé đấy không đến nhóm chơi nữa. Và chắc là mọi người cũng chưa gặp hai bé đấy đâu. Nói chung là sói có một cái nhóm bạn chơi đông lắm. Thế nhưng mình có một nhóm bạn chơi là xem nào, mẹ Tanya này, Justin này, Sarah này, Ayla này, bốn mẹ, mỗi mẹ có hai con, thì có hai mẹ là có hai cô con gái đầu thì bắt đầu đi học cái lớp prep là cái lớp 4 tuổi rồi. Còn đâu thì hai em bé thì tầm tầm bộ tuổi của sói, tầm 2 tuổi, hơn 2 tuổi tí, thì vẫn đi đến nhóm chơi. Thế nhưng mà mình không tiện vlog những em ý. Chỉ có mình thì hay vlog sói với cả Hailey, vì là mẹ Hailey thì rất thoải mái trong vấn đề gọi là ảnh Facebook hay là các thứ. Vì mẹ Hailey có khi á, một ngày phải chụp đến 10 hay là 20 cái ảnh của con để up lên Facebook ấy. Có những người thì người ta lại kiểu rất là không thích sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng ấy. Đấy, ví dụ như là mẹ của Hunter chẳng hạn. Đấy, thì mình không tiện để mà vlog để chia sẻ những bé đấy cho mọi người.
Thôi, mình vừa bật điều hòa lên để cho nó mát mẻ đây. Đang rất là thoải mái. Sau 2 ngày vật vã thì lần đầu tiên được nằm xuống và thấy không có ngứa ngáy gì cả. À, mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói thì chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn. Và nhà sói cảm ơn lời chúc mừng năm mới, năm Đinh Dậu của tất cả mọi người gửi tới nhà sói trên Facebook cũng như là trên YouTube mọi người nhé. Hy vọng là nhà sói sẽ thực hiện được một năm về Việt Nam hẳn một tháng để hưởng cái không khí chuẩn bị Tết và đón Tết cổ truyền ở Việt Nam. Hy vọng là thế. Và nhà sói sẽ lại gặp lại mọi người ở vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ giờ Việt Nam. Mọi người nhớ mở YouTube lên để xem vlog của nhà sói mọi người nhé. Bye.